Hello các bạn đi. Hello các bạn. Các bạn, ngày nay team của bọn mình sẽ làm một cái video mới, nhưng mà bây giờ cả team vẫn đang suy nghĩ không biết là nên quay cái gì đây. Đó, bây giờ có đứa nào đưa ra cái ý kiến gì không hả? Các bạn ơi, clip bắt ếch bọn mình được hơn 4 triệu view rồi. Không lẽ bây giờ làm clip bắt ếch tiếp? Đúng rồi các bạn ơi, bắt ếch nè, rồi bắt lươn, bắt cua bọn mình đã làm rồi, nhưng thiếu cái bắt cá là bọn mình chưa làm thôi. Bắt cá đi anh, cho em biết hầm này nhiều cá luôn nè. Đúng rồi, bắt cá đi như này. Mấy đứa muốn bắt cá hả? Dạ. Có đi hơi xa rồi nha, máy bay đạp xe đạp nữa không? Mày ốm như vậy mày chạy nổi không? Lẽ tao mập như vậy tao chạy không nổi? Mày hay quá, người ta thấy người ta chở mày không chứ mày có chở ai đâu. Lấy xe đạp đi. A few moments later. Lần đầu tiên trong đời đi bắt cá luôn, nói thiệt. Tới chưa tiểu cường? Đó đó. Ủa? Đây. Hầm này có cá không vậy tiểu cường? Có chắc ăn không nghe cưng, để em thôi cả team bắt mấy tiếng đồng hồ không có con cá quay là bị khán giả chửi luôn á. Ôi dạ, cái vị huynh đài này sao mà ú quá vậy hả? Thằng này làm gì vậy, mày đi ăn chậm hả? Hay anh Thịnh ngáo trước bạn càng ngày càng ốm à. Trời ơi, các bạn ơi, nhà mình nghèo, mình mặc cái quần nào cũng rộng chân á. Thằng ơi, buộc lại cho kỹ nha đại ca đi bắt cá mà cá không thấy, thấy cá khác là hơi mệt đó. Xuống, nắng nực cũng chết luôn rồi nè. Nhảy dưới tắm cái rồi. Trời ơi. Rồi, đi. Cái hang nào có cá cơn? Bắt dính rồi kìa. Dính cái gì vậy? Thánh thần người ta bắt cá, ông đi bắt ốc. Đây có cái hang nè các bạn, để mình mò vô thử coi. Có không? Không. Trời, có cái đồ đựng cá không vậy? Dạ quên lấy à. Thánh thần. Nè nè, anh dính. Rồi, đâu. Thôi à, cái con cá bự hết biết à hả? Cá này cá mày dinh hay gì vậy? Buông ra. Cá linh. Nhìn chung thì ở trong cái hầm này á, hang phần lớn đều là nằm phía dưới mặt nước hết, cho nên là mình khó có thể quay được để cho các bạn xem rõ. Đấy, chỉ cố gắng thôi, nhưng mà thật sự là cái hầm này cá rất là nhiều, nó thông với cái cống ngoài sông đó các bạn. Công nhận tiểu cường hay thì các bạn mới đây bắt được con cua với con cá rồi. Đang đi lại chỗ của bạn cua da đen nha các bạn, coi các bạn ấy đã bắt được con cá nào chưa. Ơi, trời đâu, trời ơi, quay không kịp. Dính rồi, anh dính rồi, dính rồi. Khoan. Cầm cho chắc, dính con chà vá luôn kìa. Qua đây. Cá cục phi rồi các bạn. Thằng thằng ơi, ơi, thấy là bờ đi. Quất đờ heo. Cá cục phi, đừng. Cá cục phi chà bá luôn. Mày hả cá? Chuẩn bị vô bụng anh tao lây ra con. Có nghe là nó bơi ngang cưng chúng nó hay là cưng thọc tay vô hang nó cũng bắt. Thọc tay vô hang bắt anh nhìn. Rồi, kiếm tiếp đây. Hồi đó giờ mình cứ nghĩ là có cua, có lươn thì nó mới sống trong hang thôi. Nhưng mà thật sự không ngờ là ở phía dưới mặt nước này hang cá cũng rất là nhiều, mà cái hang cá nó cũng rất là sâu nha. Cá bự phía bên tiểu cường. Khoan, để anh Vinh leo lên bờ trả chỗ lẹ mày. Rồi. Từ. Cá thảy lên lẹ. Á trời ơi trời. Khổng lồ. Em đụng nó xong mà chui vô hang anh Vinh. Trời ơi. Cá chà bá luôn. Đưa cái bàn tay vô đo cái coi. Nè anh Vinh. Nhỏ xíu à, rồi lấy cái tay ra. Trong hang hai con hả? Mới nãy sống anh còn á. Con này bự lắm. Giờ mình sẽ theo team mới lượm cá ra các bạn. Cá gì vậy? Ơi, thôi cá lóc. Cá bóng tượng. Cá bóng tượng. Nó sai rồi. Cá gì? Cá bóng tượng. Cá bóng tượng, thả vô đi. Cá bóng tượng. Nè nè các bạn, cá lau kiến nè các bạn, hồi nãy không có quay cho các bạn coi được. Giờ các bạn thấy cá lau kiến chưa? Bắt lên cho các bạn coi nha. Đây nè, cá lau kiến nè, bạn nhìn kỹ cái mặt của nó thấy không? Nó ngu lắm. Rồi thả nó vào. Mày tha bự. Cái hang này nó bự hơn cái chân mình nữa. Thọt vô. Mà có cá không? Không. Không vậy cũng được. Chưa đây là. Có không? Không, nó sao quấy mà nó không có con gì đó. Thôi để một phút thọt vô anh. Cái chân của mình thọt vô tới đây luôn nè. Được không? Có không? Không. Gã trước. Để tao ơi. Đây. Cá khủng. Cá khủng được bạn ơi.
bạn. Nào. Nãy giờ bạn Cường cũng bắt được khá khá luôn các bạn. Có Diễm các bạn ơi. Diễm này, Diễm khổng lồ gì mày làm sức dữ hả? Này các bạn. Thôi đi bắt hả? Đi bắt cá mà gan Diễm luôn nè các bạn. Nè. Diễm này Diễm hầm nên rất là bự. Tao biết Tiểu Cường bắt được con cá kìa các bạn. Đi tặng hỗ trợ nó mới được. Nhưng con cá sạc. Lúc tài luôn hang này, nếu mà có cá là cá bự dữ lắm nè. À, không có hả? Trời, bắt bắt con cua đưa cho Tiểu Dương kìa, Tiểu Dương chạy đã. Dạ. Thôi con cá mới nhảy ngang kìa. Kìa kìa, con cá của cua da đen nè, bạn quá khủng rồi. Bỏ lên. Em lụm đầy sợi nè. Cưng đang đi đâu vậy? Em đi bắt cá. Trời, giờ Cưng đang làm gì đó? Em bắt sợi. Cái sợi nè. Thanh niên mập này thứ dữ nữa rồi. Mình đang làm gì vậy Ngáo? Đang làm gì vậy? Đang thọc chân vô hàng á. Ê cá, cá, cá bự, cá bự. Ê, cá mày mạnh quá hả? Ai da, hồi nãy giờ mày ôm cái chân của tao để làm gì hả? Trời ơi, làm gì ai đâu mà thấy. Ở đâu rồi? Mở bao ra anh Vinh. Bự không? Thầy, ê. Ai da, ai da, ai da, ai da. Thọc vô, thọc vô. Không có. Tao chặn lại được. Mày hết hơi được không? Được không? Được không? Cắm, đâm, nó đâm. Cắm. Xuống. Có không? Ê, nó gà nè. Gà chưa, gà chưa? Anh Vinh ơi. Ôi, gà ơi, gà ơi, gà ơi. Làm đứt đuôi này thôi. Để tao, để tao. Thôi mấy đứa tập trung vào đây đi mấy đứa ơi. Cá quá nhiều rồi, thôi thôi thôi, bắt nhiêu nữa thôi ăn còn không hết nữa. Thôi bây giờ bọn mình sẽ... Ê, cho anh mượn cái cá đó kìa tôi cần. Đây. Giờ bọn mình sẽ đem cái lưới cá này đi lên trên bờ để nướng ăn cho các bạn coi nha. Đây, một đống luôn đây, cua, cá đầy đủ hết. Rồi. Còn nữa hay gì? Rồi, khát lát. Cái gì? Khát lát. Đâu đưa ra coi. Hây. Hây ơi. Đó, những ai không biết cá thác lát thì có thể quay review cho bạn biết nè. Nó mỏng lét à. Đây. Đây rất là con dẹo mày đi này. Hàng nhóc hết á các bạn, mà mấy hàng đó dưới nước mà mấy bạn đâu thấy được đâu. Hàng khứ già luôn nhưng mà nước đang rút cho nên là cái hang này không có chịu ngập. Cho nên mình quay phim cho các bạn coi nè. Cá sớm giờ bọn mình bắt được nhiêu đây nè các bạn. Nãy em bắt được cá chà bá luôn mà tức nó xảy trời. Thôi dẫn mấy em này đi về nhà tắm rửa thay đồ rồi lấy một hang cá ra nướng ăn nha các bạn. Chứ bây giờ ở đây mình mấy ai cũng dơ hết trơn rồi. Lạnh teo tay luôn rồi các bạn ơi. Cân lên coi ra bắt được nhiêu cá nha các bạn. Hơn 3kg luôn. Đúng rồi. Lấy hang cá bự thôi, con cá này nè. Hồi nãy con cá thác lát á. Nè anh nhìn. Cá thác lát này nhiều xương không? Dạ, nhiều xương mà nướng là ngon lắm. 5 minutes later. Trong này có ai biết làm cá hay không hả? Tiểu Cường. Vì anh nhờ Tiểu Cường tới đây để làm giúp anh hai con cá này đây nha. Thôi làm cá xong rồi quay phim cho các bạn xem tiếp nha. Chứ cảnh bằng cá này ghê lắm. Tiểu Cường hay thiệt, cái gì nó cũng biết làm hết trơn á. Em cũng hay vậy. Mày hay cái gì? Em ăn cái gì cũng được hết á. Đi ăn cá ở trên nóc nhà nó mới đẳng cấp. Chuẩn bị đầy đủ rồi, trải chiếu ra ngồi cho nó sạch sẽ, cho nó đẹp. Kéo đi Ngậu. Giờ mình để ăn cá lên đây nướng ăn nha các bạn. Con cá và bá cứ bếp có chút xíu, nướng chừng nào có ăn trời. Con cá này, mày làm gì mày nhìn tao dữ vậy? Tao có bắt mày đâu. Giờ mình lật cá lên nha các bạn. Ai da, mày nướng con cá kiểu gì mà khét tùm lum như tới cường. Quá trời con cá hơn mà các bạn ơi, nhìn nó ngon kìa. Thấy vậy thôi chứ ra nó khét ở phía ngoài cái lớp dãy thôi các bạn. Chứ thịt bên trong mình nó đã chín rồi. Gấp bữa đẻ qua bên kia đi mấy đứa ơi. À, một dạ. Con nha. Đấy các bạn. Chút nữa em ăn cá chấm nước mắm mà em mới có em chị không có nổi. Anh Vinh sẽ ăn miếng cá đầu tiên nha các bạn. Đúng vậy. Hãy nhìn đây. Đó các bạn nhìn thấy chưa? Đây sẽ vẽ cái miếng này ra chấm này đi ăn cho nó đúng bài nè bạn.
xà lách nữa. Cá chấm bóc luôn nè các bạn. Cuộn lại, chấm gì đây? Muối ớt. Thấy không? Coi ơi, ăn xong mà cho biết mùi vị nha, cua da đen. Quá lạ các bạn ơi. Nãy giờ mấy đứa này ăn lẹ quá các bạn ơi, mới đây hết cá rồi nè. Mày mới là người ăn nhiều nhất đó. Đây, còn lại được cái càng cua các bạn ơi, đang mót đồ ăn của mấy đứa nhỏ nào. Còn được miếng này nữa. Anh Vinh đi săn những miếng thịt cuối cùng các bạn. Chị thấy nhìn bầu trời nè, chiều lắm rồi. Cho nên bây giờ cả team bọn mình cũng phải ăn xong rồi giải tán dọn dẹp nữa. Cho nên hẹn gặp các bạn những video sau nha. Và nếu các bạn yêu thích video này thì cũng hãy đăng ký kênh cũng giống như hàng ngày vậy đó. Rồi nhấn vào cái chuông để mà ủng hộ team bọn mình có thêm động lực tạo ra những video mới. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Hẹn gặp các bạn những video sau. Anh Ngọc để hát bài gì? Cô Thắm không về. Thí sinh này nhìn chung thì hát cũng có một